Không biết mắc cười người ta này. Ngủ quên. Tôi đang chơi với con mèo á, tôi mới ngủ sao? Đang ngủ nó biết đó, nói kêu đi gói cơm đang đi biển mưa quá. Mưa rồi. Ừ. Rồi bây giờ vừa nói tiếng Khmer vừa nói tiếng Việt luôn. Dạ. Gia đình đang khổ đây. Rồi mấy bữa trước á, Dung Lam ngôn ngữ xin kính chào quý cô chú, quý bạn bè, chú anh chị em thân mến. Rồi, ok, bây giờ anh sẽ hỏi em nè, Dạ. nhé. Em có thể trả lời thực tế cho quý mạng thường của mình hiểu luôn. Dạ. Rồi anh cũng muốn biết một xíu. Mấy ngày trước á, em có nhắn tin Dạ, cho anh á, đúng rồi. là anh ơi, Dạ, cho em xin lỗi tiền, đi về quê. đúng rồi. À, quê của em là ở Khánh Hòa. Quê em là tỉnh Khánh Hòa. Ừ. Rồi vì lý do gì là em muốn đi về quê? Em nói thật sự lý do bữa trước á, tròn em á, Rồi. quán em đuổi em đi về ha, Rồi không em bực bội em giận quá em mới xin tiền về, em không có tiền cho nên em mới nhờ anh á, rồi em xin ít tiền để tiền xe em về quê quê từ Bạc Liêu tới Khánh Hòa là khoảng tầm bao nhiêu tiền hả em? 2 triệu á mới tới nhà luôn. 2 triệu mới tới nhà luôn. Dạ Bây giờ em có muốn đi về quê nữa không? em muốn đi về Tại sao? vì sao anh, tại Lạ nè như vậy hả? không phải tại vì cái mẹ em chết á rồi em không có được về quê, rồi với con em chết nữa Nè không có được về quê, nè nè đâu có tiền về nè đâu, mẹ với con ruột em chết luôn nè á, nó bị sét đánh chết á, Con em em mắc bao chuyện 1 tháng 2 tháng rồi, 2 tháng rồi. 1 tháng rưỡi rồi. 1 tháng rồi, gần 1 tháng, đâu có tiền về Đợt đâu đó xuống làm giấy lên tháng rưỡi rồi. đó, em rất buồn không có tiền để về đó. Rồi xong rồi cái em nói qua nói lại cãi luận với chồng á, xong rồi chồng nó bực bội quán em đuổi em đi về luôn á, cho nên Nên lúc em mới xin tiền đi về dài quê. đúng rồi. Ok. Cho nên anh nói hôm nay anh qua đây á, muốn hỏi cho rõ. Em đi về quê, ví dụ là có quý mạnh thần quân nào đó giúp đỡ em để có được được tiền á, được được tiền đi về quê á, rồi sao em đi rồi bỏ chồng bỏ con em ở đây rồi không có được, là anh là người cho tiền hay là quý mạnh thần quân á là người giúp đỡ tiền cho em đi về quê rồi chồng của em ở đây rồi đâu có chịu. Cho nên anh phải hỏi rõ cái đầu đuôi như thế nào. Chứ muốn cho tiền đi là đi rồi em đi rồi ở đây biết có chuyện gì xảy ra với anh nữa. Ví dụ là chồng của em đâu cho em đi về quê mà tự nhiên em xin là em kéo anh đi. Kiểu như là người cho tiền là muốn thì cái đó là không có được. Ha. Rồi, bây giờ hỏi chồng của em tiếp đi. Còn bình thường thì con đi làm gì ở ngoài biển Đi mà? bắt ốc mỡ với mà đào sứa. Hả? Dạ. Em Đó chị có ma biết thiệt con bé chơi chứ. có Chị gì đâu. chơi là người ma thiệt là người Cái đồ gì đó chồng bé mượn xíu. lấy cái điện Có thoại điện cho nó thoại coi, sử dụng không? lấy điện thoại cho nó. Lại điện thoại nó đập bây giờ. Gia đình thì khổ quá quý vị. Đây là bữa nay gặp hai vợ chồng rồi nhưng cũng muốn hỏi cho rõ về Ông vấn đi đâu đề có mà tiền đâu, đi biển có 50-60 ngàn. cho nó cầm điện thoại Hỏi ra. rõ về cái vấn đề là con gái của con cháu rồi xin tiền Vinh giúp đỡ để có tiền xe đi về quê ở Khánh Hòa, cho nên hôm nay Vinh xuống đây để hỏi thăm một xíu cái vấn đề là như thế nào. Rồi vợ chồng mình nghèo mà Máy bán gì mà vợ chồng mình nghèo mà có cần gì phải quánh lộn quánh lạo gì đâu hả? vậy tại giống như mà đi biển á thì đi sớm về khuya, rồi vợ con thì dân tuôn nói mình đi toàn là gai gú, mà sau đi từ 10 giờ mà tới 1-2 giờ mới về tới nhà đó, rồi thành ra nó kiếm chuyện nói ừ đi toàn là gai gú tiền bạc Rồi thì rồi không đáng nhiêu. rồi 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 gì giờ Yeah. này cái đây nghèo muốn Rồi mình nói là gia đình nghèo sao muốn chết, gai gú kiếm sữa kiếm tả mua cho con ăn còn không có nữa. Một đêm thì 100, cùng khi 50-60 ngàn vậy bốn có 15 ngàn đó. Thì nhầm khi kiếm không có rồi sao em? Đi tiện cho ghẹ rồi cầm về 15 ngàn. Bây giờ Đó, ghen hoài luôn vậy đó, mình đi làm muốn chết mà nói mình gầy nhưng cú mà em cũng có ghẻ ra. không 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 bây giờ không có đâu. Từ vợ trước tới vợ này là không bao giờ có. rồi
mình có gắng làm ăn không ta? Có. Ủa, hả? Là ủa, ngày nào cũng đi. Vậy á, mình đi bắt ốc mỡ với mà đào sứa. Đi ra ngoài biển lớn luôn. Dạ, ngoài biển lớn tới Vĩnh Châu, Vĩnh Hải đặng á. Đi ghe. Đêm nào cũng đi hết. Dạ, đêm nào cũng đi hết. Đi ghe như vậy là cái ghe đó là cái như là đò người ta chở mình đi. Người ta chở mình con đi nhỏ mà cũng đi mà tiền ghe ra 100.000. Dạ đi chung người ta chở đi. Dạ. À, dạ. Mỗi lần đi như vậy là 100.000 đi rồi về không? Dạ bằng đi bằng về là 100.000 tiền ghe. Ồ. Đi như vậy thì bình thường là mình được bao nhiêu tiền một đi như vậy? Thường thường là khi 200 khi 50-60 còn có không theo đồ không đủ tiền ghe luôn. Cho anh mượn cái đó đi, anh hỏi chồng em đi cho nó dễ hơn. Chứ còn em xin tiền anh đi về quê là thôi á, không có đâu nha. Giúp đỡ được cái gì thì giúp thôi, trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy chứ xin tiền đi về quê là không có. Nhầm cái thường thường là nếu mà nhiều nhất là khoảng tầm 200. 200 ngàn một đêm. Dạ, 200 ngàn một đêm rồi tiền ghe hết 100 rồi còn 100. Rồi. Rồi không giờ sửa, giờ tả rồi đồ xăng nữa thì không có dư được bao nhiêu. Rồi. Ờ, bây giờ mình xin phép được chia sẻ bằng tiếng Khmer đi, tại vì cháu này cũng nói tiếng Khmer, cũng là người Khmer của mình đi. Bây giờ mình nói bằng tiếng Khmer đi cho quý anh chị em của mình á, dễ nghe dễ hiểu hơn. À lỡ chân đó, xong dịp thì sao Khmer mình đón bằng phôi. Bạn. À cho mùi anh tập phương chẳng tham mà dùng chẳng ban bài chia phiêu toàn. Bạn. Hay dương miên không bằng tổ xí đá có dương chú chân tờ phật xí đá bởi. Mảnh này tao chẳng mơ là loan bằng côn. Chẳng. Bà tao thằng ngày dân dùm nó tao rồi, tao còn nào ở tức thì chập. Chẳng. Bà tức chân tao chôn đập ngay tao chôn tạm ngay chẳng. Ừ. Hay cái nào chập. Bà. Cái nào thỉnh thoảng thì thỉnh thoảng chập thì phật tịch tuổi. Ây da, thằng tịch tuổi đây. Bà tịch tuổi đi thay mô te chẳng giúp lục chẳng hoạt chẳng phật mà sĩ chẳng nông bánh con chẳng. Ừ. Hay đề cho đau móng tao thì dịch. Chẳng. Bà. Chứ còn phật sĩ quậy quạng chứ không em. Chẳng. Tại bà bánh con và bà chẳng phế dưới xe mua màu hay té cỏ tiệt. Ừ. Ok, té cỏ hay đây nó bị mến tha, bà bánh tha dưới nó nhớ đây nè ná. Bà đây phải xả. Ồ, oh, đây phải xả. Hay mình nói là chui té kì. Ồ. Oh, chui té kì mà khai phạm hội cả tất cả điện đó là họ tao làm khai ta cũng chẳng mà lên đây. Ừ, chẳng. Nhưng mà vừa mình cục chi, mình cục phí, lại cục đông ký lại kì vô té năng lên. Ừ. Vô tay ăn lớn thành gà, vô tay ăn lớn như khuyên ly đóng. Rồi khi mình toán lại vô ly đóng, khuyên ly đóng anh bông vũ như khuyên cỏ chẳng khám mến. Thì thấy ơi chẳng cặp xa bì tâu, hay đâu ở xa kì tâu, hay cái xu ý chẳng đi nấu chơi chẳng tự hồ này. Mà giúp chẳng cặp dây đam, bay đam tù hợp liệu với chủ tay chẳng. Ừ em có thể bồng con của em đi vòng vòng đi, anh không có hỏi em nữa đâu, hỏi chồng em là được rồi. Ừ, chẳng phụ xa môi án nguyên chúng mọi ý kế linh linh này hay làm nắng ban thì dùng mà nói em nâng sam phần muội sam phần muội bà hay bà bón chúng mọi ý kế cao thì hiền ờ hay bà bón ban thì dùng mà nói cho năm nắng ban sam bỡ sai bay chẳng sập cho mũi khi nào cho mũi khi nào sập hai nắng miền côn mũi nắng này bà hay bà bón chỉ chân chết mày nè bà bà bón dương chỉ chân chết mày nè chân chết bà nà bà nà ờ hay chụp cái ban mạnh cho năm ấy không? Năm tết bèm cho năm. Bèm cho năm ấy dưng nơi tại chung chung nắng em biết. Bà nó tại nấu sập. Bà tăng vị cho nấu mơ nấu sập. Ờ. Rồi lắc rai hả? Lắc rai. Chữ số ha. Rồi biết rồi. Ok. Chữ chân chết bàn na ấy. Ẩm nó ra ngoài đây đừng có ồn. Sao đâu? Ừ. Đâu có thấy đâu. Ừ. Thấy mong pin chế. Và mang ngay mình á. Cụ xa mùi ấy nắng á. Bà. Miền nhà tin nhắn ôi phú à mình sẽ xa nó á ôi phú tha phú ơi ôi nhóm của anh chui nhóm xong lưu khác còn nhóm tờ lọc tờ sọc vinh của nơi nít nhóm khinh và bạc bếc hay nhóm chọn xong tờ lọc tờ sọc vinh à lớp nhóm ở miền lưu cả lán của anh ai chui ban ớt ờ hay phú có sẵn ngọm mà mang ngay ấy khơi nhầm ê đừng chụp đây một con chó kia chẳng na ấy hay tới cho kia chẳng giang hay một sông lôi dương dương nè ôi lôi ôi ấy tới dương là thử bò tiết dương là khó tiết anh chẳng bàn thay trong một xúa và miếng mùi anh nắng phu trong xuôi chứ ba thà à pi nè đây một con nó miếng chó kia mình ấy miếng trong họt cho kia là ớt bà nè đi tham men đấy đi tha tổ hội si mau chẳng giúp lục tệ chẳng gì sao bị chằn thì hàng tàu tàu sớm mà mau tệ thì mau óm với mình khinh màu hay sao thì nè lắng dương tàu xe chui gì lắng hơi ó đắt
đi quản nó báo gì mà tao bên tình tuổi nhưng mà tề cái ra nhưng tao sợ như si chài hay sao lại bị chán xe càng ấy rồi nhưng hồ si gặp men rồi nhưng xe bạc kẹt đây em bắn gì chẳng tiếc cũng là hơi bực bội tiếc hay quay o mà đại đây nên quay o mà đại hay quay mà đại tháng mười chẳng mười đâu bán thì té tao quậy chẳng tao tao hay mà bắn được mình lấy oi thì hoặc mình lấy oi thì hay cái té tao té thì thì tha cái họ cho hay cái thập màu hay thì hay bắn đây bắn nó cũng đâu nông xe chắn đây tàu nhưng cái nịch cồn thì tàu thì tàu bán nè tàu bán mà mình màu hay cái nịch cồn vừa túi vừa con pịa mà đài hay tàu hồ xin mình bán tiếp bán đi trăm cồn ở lỡ nó vậy chứ bác nè bờ lôi nó còn mình chọn đây bờ là pu chui sông bong phun còn nơi nông sọc dương này nó bị tám mà bong phun còn nơi nông sọc nông nó hàng cái bài bọt giống nè, bật khơi chẳng còn nó cột oi máu tê, hay cột oi máu nó cù smana, bọt bọt mùi ai nó xong tới sọc lên, cột tới win ai tới lọt tới tầng ốc nè, được hàng năng dương bọt bạc oxy bọt bạc ai việc miên mục là bỏ ai chọn non khi tới sọc tới ai win chẳng á, phần là lôi nó có bềm chẩn pin pin nó đại tê, khi nó không bằng nhau mà oi, hay là lần che, ứng của xa mùi anh chồng tôi sọc tôi ấy là nó ăn miên chọp chập bẹ mà là cua nữa bà nó ăn miên chọp chập bẹ ấy hay là chậm nay à lôi để pu chui xong à mùi nó gặp nhau mà oi chậm nuôn mà liên đóng ấy mình chán này bà nó gặp nhau mà oi chậm nuôn mà liên đóng tha oi của xa mùi anh nó từ bốn khai lư tham miên ở côn miên ấy từ bà slap từ bà ấy giống đó bà hay miên lôi từ sọc từ anh chẳng tới là mùi nó lứa mới tới gặp bà hai chị nhặt đây bà còn chồng oi từ sọc anh chẳng đó mà mày slap hay lệnh côn muối thì tai nạn giao thông hay muối thì bị là nhà cuốn tẹt hay lấy bánh tàu hay bản tàu ấy nó bản tàu hay đau hội lấy đá mà hoặc miếng đặt bánh tàu đá to mà đoạn tàu thuê cái đảo côn muối mà bị người ta là bánh đấy thì bên đây bánh dẫn tàu tàu mà tết đây tàu hay mò thuê cái đảo thuê xả lũ thuê cái đảo thuê ôi hơi ói mạnh mò tè thì mò tè là mò là hột luôn mình tàu luôn hay là hay cội đi mò về ngoại slap đấy lại hưởng cái đạt nam côn thì mình mau chẳng nắng hay thì ta thì chung lưới chung ấy chẳng lấy thì mình chung hay địa hậu đây bệnh côn lang tấu hay lại gặp mình lên hình cá là thành ra mình tàu mình thì nó nụ sẽ bực bội cái điện mô ta về ta sắp với mình tàu ta nó điện mình lây thế bởi mình ấy thì nhau lưới thì nụ mau là tấu mình bên cả làn tàu nên đây bánh cả làn tàu tấu là thằng cá si gãy nó hoạt tèm lên là cả lán mà đẹp tao thế mình xí là đặt pia len thằng tao thằng máu là hơi buôn len đó hay cả xí là pia đang bán thằng tao thằng máu hoặc tao là một tẹm lên mùi lén á mình tao cột mình thằng ca bạc mình lấy côn mình tàu hay mình sang bánh ra kháng mua máu hay tàu xí bên đây chẳng hay lớp té chẳng tiết hay côn tôi chẳng tiết mình thay cỏ bạc với thằng em nó gì té xong nó té thì tao kim màu rồi người ta khăn vào đây quay vào đẩy che cho hay tàu xí giúp lập tiếng bị chặn vào đây tiết mình nhưng sao mua máu hay tao về toàn tao tha mình phật si y bà mạn thế lại máu hạt nơi dân thật tại cái chua chẳng đi tha ôi à rom dân mỗi vào bạc chất ấy dân tên chặt lên thì bảy dân thôi chứ còn cái hao tao nấu xin nuôi đấy mà dân mình chặt lên thì bảy em lập xong nấu đây nó tới cái tới đây thì màu đinh pena mình tha cái ra là quanh là cô nó ra nấu đại dân tao tóm tao nay đinh chờ cái nào lâu tao đang chỉ đến thì đinh rồi đến thì dân tàu tia đường tàu na tới màu na tới của mai âu gạch cỏ nhân đây nhân đây nhân bảy ơi con cháu chạy tê hay còn của xa hàng mai âu nó thì cũng mình của xa đây nhưng mà cái cỏ đây thì mình tôi trong ban ấy tê đúng rồi bà lỡ chết hết mùi anh chui bị chết mà xa tết mùi anh cầm phun nơi sập hai nằm mà đồng na nơi phun na nơi xã nơi anh chấm bẹp lâu tại ấp biển Đông B xã Dình Thịnh Đông thành phố Bạc Liêu bà lâu tại cây châu nó lâu cầm cây châu nơi chích xã này và chích xã Vĩnh Trạch chích sọc nó lần luôn sọc te nó đi thật nó lần luôn thì đạm mô là nó lần thì phua mai cát mô là nó lần luôn thì mình là đây tức nó sọc nó đâm nó là te nó hiền cát á lại thì phong dài tỏ thì đạm mô đó là mình tự tin nhận luôn mình hơi ta dê gạch men lớp gạch cỏ lớp bánh đa mô thì con mùi mến ôi dê chuyên trọng trên mình cũng gặp phải lời ôi kìa đây người ta ban chọn nó ôi lệ ôi côn đủ ban ha sập hay phi po này chẳng hay mà anh lo ban côn thì tiệt chẳng hay lớp tai dây bệnh men lây nào tụi mới cái tiệt chẳng hay sẽ đa tụi hồi xin mình sập thế ngày ta bờ mình tàu quay mình tàu smart thì tàu quay muôn bờ mình tàu quay muốn sẽ tàu hồ cái đam hồi chẳng đại đại chẳng ban mạnh xin mình nâng lên
chứ còn tàu đã lên được miền tây tưởng phật si được miền tây nạp về ca tâm để mình phật si na hồi ấy mình chinh so nó ta chẳng tâm để thôi mình bạn chẳng liền ấy chẳng mau ta phật mà sĩ chẳng nè ấy chứ còn phật si mình vậy hoàng bành côn được nào mà phật hay được em bành côn sao phải chán thôi phải chán dương chán tha ư tàu sĩ như si chạy chạy chỗ vẫn hụt bỏ vẫn trong bành côn thì ngó cái ta vẫn thua si sao mình xảy mình nhí dẫn ra khẩn sao mua máu hay ký sao mua chọc dẫn cái dân ra khẩn đài cái kia tao sọc kia bị ngay nè ngài cái kia tao sọc kia bị ngay cái kia tao cho con kì cái sao cái tàu đài cái sao cái tàu tèo khá á tèo khá nó thả lãng á cái tàu ban ở cỡ bị sân cửa mộng bay lên cái tàu à tàu hơi mạnh vô con tàu phải nhau ôi dế tàu smart máu mang gần tăng tận máu đây hỏi chị máu lấy hoặc mấy chỗ đã tết thì chỉ màu đạp tại đây nào vì tao nụ o mà hay xe đây rồi nó của xa dương có cầm sót và bạn ăn miên tết miên sầm bảy ngay ăn miên đây tức anh trong hai của xa còn nơi ngay bà đó hai của xa chỉ chân chia tiết vì mình tìm nẹ miên nẹ ba này đôi kia đôi em nó hay là ước của nam mắt hồi em không phải ngủ si tư trăm khi nghe tư bà nó bà là dương về phố hay dương mình được thập quân chẳng mình chết là chui tư ở sông tổ loan nó bong bong khăn đi không nó còn chết là chui tới quất của bà đây hay nam mới còn mưa khơi còn miên chết là nằm chân á còn miên chết là nằm chân còn nhà mau khác khác cả chui tới tuần chân tê hay dương mình ai thập quân nhà còn là hốt ban đấy nó anh ở khu sông khâm đặc hồi ấy phía của xa nó á đây là con côn trao dương nó không còn ngủ xin trăm khe tới là dương khỏi thôi mấy miên là nằm chui dương nó hay pu mau đi phòng tha mà xua của xa hồi anh còn tha chọn xong tới sọc ai lên chẳng ơi rứt cò tư cho mũi khép bên là lôi cá nó phải cho mình cột tê về tịch bê cái pu tham nó khơi cò mình đặng tiếp tục lôi năng thôi tới bờ nơi khang kẹo nó mùi nó còn nhờ mà oi chẳng dương vô mà oi mò đó ai bờ dương mình chụp ba nhà hai dương không phận nơi cho mũi khép si tư đó còn oi men ba nhà hai đó hay bờ mùi hồi anh vậy có học pu bong bồn chích khăn còn thẹp mò ấy mùi anh ban đi thà việc bắt mục phong hay bùi còn bắt mục phong đấy bùi tôi tha không bằng xong lời ca thì chui vô mà chui làm bài tha chui nhạc cầm sót cỏ và bạc đôi của xa mùi anh chân cho hay mùi anh vô tư lên hay rất có phát xẻ phát anh chẳng bích bà bù vừa ba bà con cô nè nắng nắng còn thẹp mò ấy còn thẹp mò hết bong bồn còn on chặt hơi bù còn đầm chua nâng cũng kia nạt chả đấy mà kỳ khi đấy chui dân tê bùi dân kỳ cũng cỏ đây dân đây khi gặp mình đây chui đây đi tha ban thì tôi chọi thì tôi chẳng đây thì đi tha chui đi thằng co là lô chẳng ấy lệnh cạp bỏ cả tả chẳng ơi gần ban con trâu mua kia chẳng chứ còn quậy quậy lên chứ cũng mình thì à lôi ní chùm nuôn mà lên đóng á nè bờ từ chiếc côn lục bọn sỏn á bờ đằng sỏn nó thằng ngã tứ nè đằng sỏn tan bà sỏn một lần ngã tứ đằng nó ngay bờ mùi nắng á còn nơi mã lai á nè bờ còn chùm Mali nó bà còn khơi trong nó còn nhờ mà oi plem mà liền đóng á nhiều mà oi của xa hồi ấy nó thả còn trong ta liền sọc liền ấy hay nam mũi lư sâu tham biến côn trao ấy slap ấy cho ấy hay ót miên lôi cái từ mơ từ anh trong á có còn không bằng nhờ mà oi nó còn khơi còn lư giống còn không bằng nhờ mà oi hay trong pu sầm khâm tha mùi anh vô lôi nắng dân vô tập thở ở miền này làm bài thằng bong ôn côn trâu hay rồi còn miền nó còn nhà mau nó còn phòng thạch chui nẹt khó nẹt và bạc đâu dương hay dân tập thở với mắt ở về miền này sầm đẹp lôi nắng đó bà xong chân xong ở trong đó là nhà hay rồi dương vô mà phát ship đấy thật bà lại bà có anh đang ở tên á bà chân xong là nhà ở kinh mạnh thường quân hay nồng bon mà đi đâu lại mà lại đó thì xong ở kinh để nhà lôi miền mau mà lên mau ôi bon ôi con này nhà thơ đam của sĩ anh chơi cháu lâu con cháu cũng có đây mà xong o kinh thằng ngọt đây mà thằng quân anh chơi cháu giúp đỡ là nhà gia đình khó khăn bon mà ly bon mà ly hao bón hay còn hao miếng hao bon là hao miếng đấy lịch đấy đại mà ly con bọn sòn đó nè bà thì con của nơi là mã lai đó thì xong o kinh cách đau bon mà đi nó mã lai nó thì mà chui gia đình nhâm chơi cháu chẳng á xong o kinh mạnh thằng quân hay nồng thăm quay TikTok nó có tin ọt nên nó sọc nó kêu lên để giúp đỡ ôi côn rồi mình cà sữa cà tải cho chó hay mình côn tôi nổi tiết lấy bằng đằng máu cũng ôi côn nổi một hồi đi hồi đây
ba xong ở kinh ngọt nếu mà được quân giúp đỡ cho ngay còn phật si thì mình tê đa phần hồ si giang ngọt mình phần hồ si nó dương khổ hồ si tăng giúp tăng ngay mình xóm mình toàn bón hay lẩu xay chúng thì thưa mà khúc mà chín năm còn tiếc mình nó bón trên này dương khổ mà chín năm mà khúc ấy mà người ta tin nung muối chẳng cần ôi con ô gà mà chín năm thôi bé chẳng nắng hay gặp mình là bực bội cho cháu hay lấy tổ si gặp mình ba khu sông phát đàm không phận dương khổ dương không phần ngồi xin chăm khné không chlo bọc cái khné không thắc si chờ đợi chờ đó của dương dương mình miên miên lấy cả hả na hay đập bóng phun còn mới mới bật khơi nhá bật đang bật đẹp tao cả thơ mùi mình đang phù anh mà chui ngày mình về bật bịch bật phu thắc xin chăm cho anh nắng bên này tháp phu chọc mau là bỏ ở phục mày anh ơi hay bóng phun còn nhẹ mới khơi nó còn mình nhâm nãy mà đây còn cho bay đập coi còn khơi chứ còn ta dương mà chui nè có nè cầm sắt của má dương chui ôi phất mà kia nắng lực tha bùi thẻ ngay phliêng rồi rưu mua dương khmiền có hôp dương tất tình có tính ấy hôp dương mòn châm bà phân côn dương mình dọa lấy cá mà còn xin chẳng hắn á mày bờ thăm mò là bờ mình phliêng là mò mình chuộc tê là tao xe mặt bát ấy để mong piêng bay giúp mà anh bảo là tè tao khuyên ngày nay thập tê tao hồ xí giúp ngay giúp ngay chẳng nè hay nhóm Kevin dinh mê phía xa có xong ở phun ôn mà lý để không bận chui oi yên mà chui à mùi nó hàng các bài xã nó hàng có bồn vọt như thế nó hàng xã Vĩnh Trạch đông nhưng mà mùi nó ổn á lỡ bọn mang vô lưu ca vô lưu chùm nguồn mà lên nóng vô mà chui oi à mùi như hơi ná ok thì còn tinh co mà hô bây tích tui ấy rồi có sửa oi à côn tốt nhỉ ồ vậy nè dùm một này cái nè hay côn à hay tẹt nghe nó á đài mà xa mến dinh ban mà thoát hơi nó á ok chẳng phần năng ấy nữa mà sang trong ở kênh mạnh thường quân hay đồng thấm quay TikTok hay đồng quân Marino Mali ấy. Marino nó nếu muốn thì sao có Mã Lai thì ở kênh đó là bón hay sọc xong chun po đã bón sọc bài của si ban thú ban chai chó hay cầm ôi miên ấy chai chó chẳng hồi si ban là tàu tàu một tàu hay xong ở kênh đồng ngọt này đây ok phần năng chẳng nữa ba ok